Chào quý bà con cô chú anh chị quay trở lại video của Đình Vân Thế Giới Máy. Và trước mắt quý bà con cô chú anh chị hôm nay, đây là sản phẩm về máy phục vụ chăn nuôi cho quý bà con cô chú anh chị. Và video hôm nay Đình Vân sẽ review chi tiết về sản phẩm và báo giá thực tế giá tháng 10 tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy về dàn máy Takeo phục vụ chăn nuôi cho quý bà con cô chú anh chị. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm máy thái đa năng Takeo TK15. Với dòng máy thái đa năng này thì quý bà con cô chú anh chị có thể sử dụng để thái những cái thực phẩm phục vụ cho chăn nuôi cho bò dê cá thì rất là phù hợp. Máy được thiết kế một dao hai lưỡi, dao được rèn thủ công từ nhíp ô tô 100%, bảo đảm độ cứng, độ bền và độ sắc bén. Và dòng máy này quý bà con cô chú anh chị có thể có một cái lợi thế khi chúng ta phục vụ trong mô hình chăn nuôi cá thì chúng ta có thể dùng máy này để trên bờ ao và thái những cây chuối, cây cỏ, rau trực tiếp để nó bay xuống dưới ao để cho cá ăn mà chúng ta không cần phải tốn thời gian. Và với dòng máy Takeo TK15 này thì hiện tại tháng 10/2023 tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi đang có giá ưu đãi 2.300.000 đồng. Quý bà con cô chú anh chị nhanh tay để được sở hữu cái chương trình khuyến mại của công ty Thế Giới Máy chúng tôi. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm Takeo TK1800. Với dòng sản phẩm TK1800 này là dòng sản phẩm phục vụ cho mô hình chăn nuôi gia súc. Máy được thiết kế một dao hai lưỡi, dao có độ dày rất là cao, sắc bén, làm thủ công từ nhíp ô tô. Ngoài ra máy còn được trang bị một CB an toàn, CB chống giật cho quý bà con và được gắn bộ bánh xe để thuận tiện cho chúng ta di chuyển đến vị trí làm việc. Máy có công suất 1.5 kW, sử dụng điện một pha gia đình 220V với 100% rồi loại đồng, bảo hành chính hãng 18 tháng cho máy và 12 tháng nếu như motor có lỗi ở nhà sản xuất cho quý bà con cô chú anh chị. Và sản phẩm Takeo TK1800 hiện tại tháng 10/2023 tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy đang có giá 4.850.000 đồng, giá rất là ưu đãi cho quý bà con cô chú anh chị. Và tiếp theo một sản phẩm về máy thái mịn. Đây là sản phẩm máy thái mịn Takeo TK1500. Máy sử dụng động cơ điện một pha gia đình 220V, công suất 2.2 kW và 100% rồi loại đồng. Máy được trang bị CB an toàn. Với chức năng của máy này thì chỉ cần một lần thái cho ra sản phẩm chuối mịn, quý bà con cô chú anh chị có thể sử dụng để cho gà vịt con một tuần tuổi sử dụng được. Và sản phẩm máy thái mịn đa năng sử dụng điện một pha gia đình Takeo TK1500 tháng 10/2023 đang có giá rất là ưu đãi cho quý bà con, 3.600.000 đồng. Và tiếp theo một sản phẩm máy thái mịn đa năng Takeo TK1500, máy trang bị động cơ nổ động cơ 5.5 HP, phục vụ cho quý bà con cô chú anh chị có trang trại ở rất là xa sâu mà nguồn điện nó khó. Về chức năng của máy, máy chỉ thái một lần là cho ra thực phẩm mịn để cho chúng ta chăn nuôi gia súc, gia cầm một tuần tuổi có thể sử dụng. Và với trang bị động cơ xăng 5.5 HP, rất là thuận lợi cho quý bà con cô chú anh chị có những trang trại ở sâu ở trong vườn mà đường dây điện kéo vào nó khó. Và máy đang có giá thực tế tháng 10/2023, giá rất cực kỳ ưu đãi. Động cơ tốt, máy bền, giá 4.500.000 đồng cho quý bà con cô chú anh chị. Và tiếp theo một sản phẩm máy thái đa năng, máy có công suất lớn hơn, phục vụ cho mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm với diện tích lớn. Máy thái đa năng Takeo TK3000. Với dòng máy thái đa năng Takeo TK3000 này, máy sử dụng điện một pha gia đình 220V, 100% chuyển loại đồng, bảo hành chính hãng của Takeo 12 tháng vì motor cho quý bà con có thể đổi mới nếu như motor có lỗi nhà sản xuất, và máy lực bảo hành 18 tháng cho quý bà con. Và với sản phẩm máy thái đa năng Takeo TK3000 này thì buồng thái của máy rất là lớn, máy có sử dụng một dao thái hai lưỡi và 16 dao băm. Chỉ cần một lần thái thì sẽ cho ra sản phẩm nhuyễn mịn để cho quý bà con cô chú anh chị chăn nuôi gia súc gia cầm non ngày có thể sử dụng. Và công suất của máy mang lại rất là lớn. Và với máy thái chuối đa năng Takeo TK3000 tháng 10 năm 2023 tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi đang có giá rất ưu đãi 6.100.000 đồng. Quý bà con cô chú anh chị nhanh tay gọi điện đến số điện thoại dưới góc của video để được tận hưởng những chính sách ưu đãi của công ty Thế Giới Máy của chúng tôi. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý bà con cô chú anh chị ở video tiếp theo.